Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Vì Hòa Bình năm 2024 được tổ chức vào tháng 7 tại Quảng Trị với chủ đề Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình. Đây là lễ hội nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam. Xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hóa vì hòa bình, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước yêu chuộng hòa bình đến với Quảng Trị. Nhân dịp này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã có những chia sẻ với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị về thông điệp của lễ hội Vì Hòa Bình. Trước hết, chúng ta cùng điểm qua những hoạt động chính sẽ diễn ra trong lễ hội Vì Hòa Bình năm 2024. Chương trình lễ hội Vì Hòa Bình năm 2024 tại Quảng Trị được thực hiện bao gồm một chuỗi các hoạt động: khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề khúc ca hòa bình, chương trình hòa nhạc quốc tế, giai điệu hòa bình, lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế với chủ đề hương vị miền hoa nắng, chương trình ước nguyện hòa bình với các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, ngày hội đạp xe vì hòa bình và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch khác. Sáng kiến để tổ chức lễ hội Vì Hòa Bình của tỉnh Quảng Trị là một ý tưởng có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chúng ta cũng biết rằng hòa bình là khát vọng ngàn đời nay của các dân tộc trên thế giới. Có thể nói là nhân loại luôn có khát vọng hòa bình. Thứ hai là dân tộc ta, một dân tộc đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh, một dân tộc đã dũng cảm chiến đấu để chống lại ngoại xâm, thì tất cả cũng là vì khát vọng hòa bình, mong muốn hòa bình. Trong đất nước ta thì mảnh đất nào cũng thấm đẫm sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình của dân tộc. Nhưng có thể nói là Quảng Trị là một địa danh tiêu biểu. Quảng Trị là nơi mà triệu con tim, triệu triệu con tim của cả nước hướng về mỗi khi chúng ta nghĩ đến những đau thương bất mát, và cũng như khi chúng ta nghĩ đến giá trị của hòa bình. Thế thì với những cái ý nghĩa như vậy thì tôi cho rằng là việc Quảng Trị tổ chức lễ hội Vì Hòa Bình lắm thì nó vượt ra khỏi cái không gian quốc gia và nó vươn đến tầm quốc tế. Và nó còn ý nghĩa hơn khi mà trong mấy năm qua cộng đồng quốc tế chứng kiến những cuộc chiến tranh, những cuộc xung đột ở các châu lục trên thế giới. Và có thể nói là cùng với những cái hậu quả của đại dịch Covid, rồi những cái hậu quả của suy thoái kinh tế, thì hơn lúc nào hết nhân loại cần hòa bình, cần hữu nghị và hợp tác để phát triển. Cũng theo đồng chí Lê Hải Bình, những giá trị lý luận, tầm vóc đối ngoại của lễ hội Vì Hòa Bình là rất phù hợp với thực tiễn. Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục duy trì và phát triển để lễ hội Vì Hòa Bình sẽ trở thành một lễ hội mang tầm quốc gia, quốc tế. Để cho lễ hội có sức sống lâu bền ấy, thì tôi cho rằng là những hoạt động chúng ta tổ chức nó vừa có tính bao trùm, có nghĩa là không chỉ người dân Quảng Trị mà người dân Việt Nam trên mọi miền của Tổ quốc và cả người khách quốc tế cũng đều thấy những giá trị chung ở đây. Những giá trị chung thấm đượm trong từng hoạt động của khuôn khổ, nằm trong khuôn khổ của lễ hội. Cái thứ hai ấy, là nó cũng mang những cái sự đặc sắc. Nói về hòa bình thì dân tộc nào cũng có thể có, nói, có quyền nói. Nhưng có lẽ là dân tộc Việt Nam ta, tỉnh Quảng Trị của chúng ta nói về hòa bình là có cái sức nặng và cái sự đắt giá của nó, giá trị của nó. Thế thì cùng với cái, những cái đặc sắc riêng đó thì là những hoạt động mà thu hút các cái giới khác nhau, từ những người cao tuổi cho đến khách du lịch trẻ, cho đến doanh nhân, người ta cũng tìm thấy những sự hấp dẫn trong các hoạt động này.